bà Bích nhá. Đấy, bà Bích thì cũng có gửi cho cháu Lực là 22 thùng của bác nhá. Và tổng cái số tiền mà hiện tại anh đang cầm cái tiền quý của nhà em là 76 triệu 537 nghìn. Đó, 76 triệu 500 là 37 nghìn. Đấy, ở đây thì nếu mà không có giả cái phần tiền ngân hàng của Quân thì bây giờ cũng đã được gần là 120 mấy triệu rồi. Lúc đấy ông của con bảo là cậu rất biết ơn tất cả các ông bà cô chú anh chị trong thời gian qua đã giúp đỡ con. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực đi xuống nhà em Quân cô bác ạ. Trong khoảng thời gian qua thì cô bác cũng đã biết rằng là em Quân nhận được một số tiền và rất là lớn. Đấy, và trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng đã tìm hiểu và cùng em Quân cộng thêm là những người mà ở xung quanh cái ngôi làng thì cũng đã tìm được rằng là người mà đánh rơi tiền rồi cô bác. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lên xuống thì báo với lại em Quân luôn. Em Quân thì hôm qua thì cháu Lực cũng chỉ nói điện cho em Quân thôi, cũng là chưa xuống để gặp mặt trực tiếp em Quân để mà nói được. Đấy. Và đồng thời thứ hai thì cháu Lực cũng nhận được một cái phần quà là của bà Bích. Ở đây thì cháu Lực nhận được là 2 thùng cô bác ạ. Trong đó thì có bánh kẹo. Đấy, bác cũng có gọi cho cháu Lực và bảo là san chia ra. Đấy, chia ra 2 cái thùng thì chia ra sẽ là cho 3 cái phần quà. Đấy, những 3 phần quà, thứ nhất là bác có gửi tặng cho cháu Lực một chút, và thứ hai thì gửi cho em Quân, và thứ ba thì gửi cho em Sử. Đấy, hôm nay thì cháu Lực xuống thì cháu Lực không có cầm theo phần quà của bà Bích luôn quá. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng cháu Lực đi xuống nhà của em Quân của bác nhé. Thời tiết hôm nay thì có vẻ như khá là ấm áp một chút rồi cô bác này. Nếu mà bây giờ ở dưới huyện cô bác, ở dưới huyện thì thời tiết nó đang gọi là có một chút hơi ấm mà nó rất là ấm hơn. Ở trên cháu Lực ở thì nó thế lạnh hơn khá là nhiều cô bác. Cái này thì trong thời gian qua mưa rất là nhiều quá, cho nên là đường đi xuống nhà em Quân thì cực kỳ là trơn luôn. Ở đây thì nó thuộc dạng là cái đất đỏ ấy, cho nên là nó rất là trơn. Mày đi xuống thì không biết là bắt gặp Quân là có ở nhà không. Ở đây thì trơn quá nên ra là Quân là phải dùng cái cuốc về để mà cuốc lại cho nó làm sao mà thành vực một chút. Trên vùng cao thì lạnh quá cho nên là phải dùng cái bạt để mà che vào. Quân về đây cú. Hả? Quân về đây này. Khải Viên hả? Ừ. Ồ. Ông thì đang ở trên này là thái cỏ các bác. Thái cỏ để mà cho bò. Kể ra ở nhà không là có đào ở nhà không? Xin chào phò. Phò phải gì quá như vậy à? Phò phải á? Cúng là nó đây, thằng cúng bạn, cúng ở đây mà. Cúng khá xe á. Ồ. Ông vừa bảo cháu Lực rằng là em Quân là đi làm thuê rồi các bác. Hiện tại là đi làm thuê ở chỗ nào thì cháu Lực cũng chưa biết. Thì một tí nữa cháu Lực hỏi ông xem là Quân là đi đâu làm thuê. Làm thuê các bác nhá. Bây giờ thì gửi phần quà này cho ông đã, một tí về thì sẽ bóc sau. Quân bị tiết đâu, cùng. Cái lớp bị nhớ thì có phải á? Ừ. Ồ. Phụ văn này bắt đây cùng mà, khá say á. Xuống phục khẩu đây, xây tay tay một phân. À, ông thì là
do là tuổi cao sức yếu rồi cô bác, cho nên là hai cái đầu gối của ông là bị đau đầu gối. Cùng ở đây tôi tuyên bác hả? Eo thì hiếu thì pho mà còn thấy lý chẳng thường thế hả? Quân tên là cũng suýt nữa đây. Quân thì đang đi khá là được cũng không? Khá là được tên nữa. Ông thì tôi bảo là Quân đi làm thuê rồi cô bác. Bây giờ chúng sẽ lên tên là tên là Quân làm thuê, làm cái công việc gì cô bác nhá. Hiện tại thì ở trên vùng cao thì bắt đầu lại ở chỗ khu của nhà em Quân thì bắt đầu là có việc để mà làm đấy cô bác ạ. Đây thì tôi cũng nhìn thấy là Quân là dọn được trong để mà trồng rau đấy. Tôi nhìn thấy là Quân là đang ở trên kia đó đây. Không biết là cùng là ai ở trên kia cầm theo cái máy cày nữa. Là thế là cũng luôn. Ông thì bảo là Quân là đi làm thuê là giúp người ta cày. Không biết là cày bằng sau hay là cày bằng máy nữa các bác ạ. Tôi nhìn thấy là nhà Quân thì cũng có vẻ là khá là nhiều mộ các bác. Ở bên kia thì có 2 căn. Quân thì kia gọi là cái lúc là đi xuống đường này. Nhà Quân thì ở trên này tôi cũng nhìn thấy là có một búi cái chuối rừng các bác. Cái chuối rừng này thì là cũng có một cái công dụng để làm bài thuốc. Nhưng mà mình phải đi lấy về xong rồi thu hoạch chặt băm nhỏ ra xong rồi phơi. Nếu mà mình lấy được nguyên được hạt đó thì cũng lại càng tốt hơn. Là ruộng nhà Quân thì đã cày hết chưa? Hôm nọ thì Quân cũng có bảo với lực rằng là nhờ cùng bác cày và dùng cái máy cày của bác là cày ở ruộng nhà mình luôn. Ôi, nhầm. Không biết là anh em mình đi đường này này. Đấy thì cháu được nhìn thấy là bà con ở trên này trồng cái loại cây này rất là nhiều được các bác này. Cây này thì nó thuộc dạng như là kiểu là lá ngón ấy, ăn cũng cực kỳ là độc. Cháu được cũng đã nhìn thấy là những cái vụ mà tự tử là dùng cái lá này để mà tự tử đấy. Cái kiểu mình ăn vào thì nó sẽ ăn vào bụng thì nó sẽ có một chất mà gọi là kích thích, nó giúp cho cái đường máu của mình nó tắc đi và tim nó ngừng đập, thành ra là dẫn đến là tử vong luôn. Bây giờ tôi sẽ đi đến chỗ của em Quân, tôi sẽ tiếp tục ghi hình sau các bác ạ. Thì cháu được cũng đã đến gần chỗ em Quân là đi làm thuê rồi các bác ạ. Nhìn thấy từ xa thì thấy em Quân điều khiển cái máy cày. Ruộng phải nói là leo toàn ruộng bậc thang thôi. Hầu như là trên vùng cao này tất cả những cái thửa ruộng của bà con thì đều là ruộng bậc thang cả. Và nhìn thấy từ xa thì thấy em đang điều khiển là một cái máy cày. Máy cày này thì nếu mà không điều khiển là cẩn thận là cũng rất là nguy hiểm của bác ạ. Cày ruộng nhá anh à anh? Tôi nhờ anh khác à? Máy cày này thì cũng rất là nguy hiểm các bác ạ. Nếu mà mình không sơ sẩy là nó có thể dẫn đến cái tai nạn mà nó rất là nghiêm trọng đến với cái bản thân của mình. Ở đây thì như các bác anh chị cũng đã theo dõi được những thước phim mà anh chị Quyền Hiển đưa lên thì cũng đã biết là Hải cụt tay cả cụt chân là như thế nào rồi. Quân hiện tại là đang cày cho nên là không có nói được chuyện lắm các bác. Một tí nữa thì sẽ nói chuyện với em Quân sau. Hỏi em là ra đây thì đang đi làm thuê hay là đi giúp người ta thôi. Vào cái mùa này thì bà con trên vùng cao là cái mùa mà mùa bà con đến mùa cày rồi, mùa cấy rồi. Cho nên là Quân có thể là ở lại thôn để mà làm thuê được. Chứ không có phải đi xa nữa. Ở trong thôn thì hầu như là ai cũng biết nhau rồi, cho nên là không có sợ là bị lừa lọc cho lắm. Tôi được nhìn thấy là ở trên kia thì cũng có mấy ngôi nhà, nhìn trong cũng rất là
là đơn sơ của bác này, cho được sử dụng lên. Đó. Không biết là gia đình có hoàn cảnh gì không, nhưng mà nhìn vào trong ngôi nhà thì ở bên ngoài thì cũng khác gì nhà Quân cả. À, chúng ta nhìn thấy là khi ông có thêm một cái máy nữa. Quân thì cũng có vẻ là biết là điều khiển máy cày đúng không bác ạ? Thế bây giờ thì hầu như là trên vùng cao thì ít gia đình nào mà dùng đến trâu đến bò lắm. Toàn là mua cái máy cày này để mà nhiều thôi. Đây thì các bạn nhỏ trên vùng cao thì hầu như là những công việc nặng nhẹ thì ai cũng đều biết làm. Đấy, nhưng mà nếu mà mỗi gia đình mình là một cái hoàn cảnh khác nhau, có bố mẹ thì có bố mẹ là cùng làm luôn, nếu không có bố mẹ thì như cuộc sống hiện tại của Quân ấy, thì là Quân là một mình tự mà đi làm, thì làm sao mà có tiền về để lo lắng được cho ông với lại bà, cho cả cái níu nữa. Quân thì không biết là làm đến mấy giờ thì em mới nghỉ. Ở đây thì đợi em mới nghỉ thì một tí nữa về đến nhà nó được lại có thêm một cái niềm vui để mà dành tặng cho em Quân. Đang bị làm sao ấy Quân? Rau này, kẹp kẹp cái này vào thì mới nói chuyện được. À. Quân này ra đây lâu chưa? Em cũng ra lâu rồi. Vai xuống à? Ở chơi mày. Anh trai đi làm thi. Ba mà, phương này còn lại. Là cùng hai anh em là đi làm mà anh. Đi làm thi. Chú Quân xin mến chào quý ông bà của chú anh chị ạ. Nổ luôn. Máy này. Đây là làm từ đâu đến đâu Quân hôm nay ấy? Làm từ đây xuống dưới kia. Thế là máy đây là máy của nhà anh à? Máy của nhà anh. Là cho Quân là đi phụ anh à? Dạ. Anh thì cũng thấy là Quân là ở nhà của bác này, chuyên gia đi làm ruộng như này thì để thêm một người để mà phụ cày cấy cày để mà kéo. Nhà ruộng của Quân thì đã cày hết chưa? Cày hết rồi. Cày hết rồi à? Vâng. Thế hôm nọ là cũng mượn máy cày của bác này cày à? Em nô một chút phứ này à? Vâng ạ. Hôm nọ là mượn máy cày của bác ở trên nhà hay là mượn máy cày của anh luôn? Máy cày của anh. À, nọ là mượn máy cày của anh thôi à? Vâng. Anh thì nhà anh ở tận đâu anh? Nhà anh đây. Nhà anh ở kia luôn à? Nhà trên kia à? À, thế là đây là ruộng nhà anh hay là ruộng nhà người ta? Ruộng nhà người ta. À. Đi làm thi. Là mình đi thuê người, mình làm thuê người ta cày đúng không? Máy móc là của mình hết đúng không? Công việc này nếu mà để mà đối với lại các bác ở dưới vùng cao cũng như là các bạn ở dưới vùng cao thì có thể là rất là nguy hiểm. Hay nhưng mà còn ở trên vùng cao thì mặc dù biết là cái máy cày thì nó sẽ nguy hiểm rồi, nhưng mà mình cũng cố gắng để mà làm sao mà có việc để mà mình làm. Ở trong thôn thì không sợ là Quân là bị lừa lọc, cứ mà Quân mà đi làm chỗ khác thì sợ bị lừa. Nhưng hôm nọ thì cháu Lực cũng có chia sẻ lên thì cô bác cũng đã biết được rằng là câu chuyện mà Quân mà đi làm phù hộ ấy, bị người ta mà lừa đi làm, gạt đi làm, mất cả một ngày công luôn, còn là đến nỗi mà bị đe dọa nữa. Ai người ta biết là cái cuộc sống của Quân như vậy thì người ta nhìn vào là nhìn kiểu là không có chỗ để mà nương tựa ấy, cho nên là người ta cũng có thể là bắt nạt
Đây thì cháu Lực cũng coi Quân với lại các em như là em của cháu Lực cả, cho nên là cháu Lực cũng làm sao mà giúp đỡ các em, giúp đỡ để giúp đỡ các em không được cái phần vật chất, nhưng mà cháu Lực sẽ giúp về cái vấn đề mà tinh thần của các em. Sợ rằng là không có ai bảo ban các em, cho nên là các em có thể là một ngày nào đó các em có thể nghĩ quẩn đi làm những công việc mà nó vi phạm và trái pháp luật thì không có nên. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đợi em Quân là cày nốt để nốt đến giờ nghỉ, thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là đi về các bác nhé. Bây giờ thì cũng đã đến giờ nghỉ của em Quân rồi các bác ạ. Thế là trưa là Quân là phải về nhà ăn cơm à? Rồi, đây. Toát hết cả mồ hôi rồi các bác ơi. Thế làm như này thì một ngày thì Quân được bao nhiêu tiền? Một ngày ở đây, hôm nay là em làm một buổi là được 80.000 thôi ạ. Một buổi là 80.000 à? Vâng. Thế là một ngày là 160 à? Được thế không? Không ạ. Không à? Vâng, nếu mà làm cả ngày chỉ được 120 thôi ạ. 120 thôi à? Vâng. Thế thì bây giờ là Quân lại về nhà... Về nhà à? Thế thì anh em mình về đi. À. Thế là làm một buổi đến buổi trưa thôi à? Vâng. Nhưng mà sao người ta không cho làm cả ngày? Có, em vẫn làm cả ngày nhưng mà bây giờ em phải về nhà ăn cơm thái cỏ cho bò đó. Về nhà ăn cơm thái cỏ cho bò. Vâng. Thế vừa rồi thì cháu Lực cũng nhìn thấy là Quân là vào trong nhà của bác chỉ có mỗi một mình ông ở nhà thôi. Thế ông thì còn đang bị xương khớp nữa. Thế là sao em biết lại ra đây mà làm? Hôm qua em lên trên bên kia nhà mấy chú trên kia chơi thì anh kia mới rủ ạ. Trên kia mới rủ à? À. Em biết cày như này thì biết cày từ lâu chưa? Biết lâu rồi ạ. Biết lâu rồi à? À. Thế là em đi cầm mấy cày là dùng mấy cây để cày luôn hay là có những lúc dùng trâu cày nữa? Có lúc thì lấy trâu rồi. Có lúc thì lấy trâu nữa. Vâng. À. Đã từng bao giờ mà ai thuê là lấy cả bò nhà em đi cày bao giờ chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Vâng ạ. Thế là năm nay là mình không thể tận dụng được lại cái sức của con bò đúng không? Vâng ạ. Năm nay thì nhà Quân thì cũng có đó thêm một thành viên mới là bò đã chào đời các bác ạ, cho nên là hiện tại là bò đang trông bò bê với con non quá cho nên là không dám để cho bò mẹ đi cày. Bà thì không ở nhà đúng không? Vâng ạ. Bà thì vừa rồi ông bảo là đi lên xá rồi. Bé Hiếu thì hôm nay đi học cả ngày đúng không bé Hiếu ấy? Vâng ạ. Cái này thì cũng khá là gần thôi nhà chỗ này ấy. Vâng ạ. Vừa rồi thì anh có chia sẻ cho Lực rằng là thấy Quân ở nhà thì cũng không có làm gì ấy các bác, cho nên là gọi ra để mà phụ giúp. Vừa là cày này, xong là vừa có những lúc mà bậc thang cao quá thì là kéo mấy cày lên. Là thế là hai người là thay nhau cày à? Vâng ạ. Thế nhưng mà còn tiền nông như này thì chú đã cho luôn chưa hay là lúc nào mới cho? Cày xong là cho. Cày xong mới cho à? Đó.
như và những cái video trước mà Quân chia sẻ lên các bác, thì rằng sợ rằng là năm nay là Quân, nhà của Quân là không có được trồng lúa ấy, nhưng mà cũng rất là may là Quân là đi hộ người ta là cày, sau đó là mượn cái máy của người ta về là mình chỉ cần đổ rau thôi là cày. Thế là một mình em là khác tự cày hết ruộng nhà em à, có ai phụ không? Có ai phụ em? Em mượn được mấy cây bác nhà trên phụ. Bác là nhà trên là phụ luôn. Thế đây là em tự đi mượn chứ không phải là ông bà đi mượn hay là bác mượn nó cho đúng không? Vâng. Hôm trước là nhà bác cày à, em cũng đi giúp nhà bác. Thế mình giúp là coi như là mình không lấy tiền được à, bác là dùng cho mượn mấy cày luôn đúng không? Vâng ạ. Rau kia thì hôm nọ em trồng xong hết rồi à? Vâng ạ. Thế thì đưa anh đi vào xem được không? Được ạ. Cái này là em trồng cái gì ấy? Đây em không trồng gì đâu ạ. Đây cày mấy hôm nữa là ấy trồng rau lợn. Trồng rau lợn. Thế là hôm nọ là cày đây đúng không? Vâng ạ. Trồng hết giống chưa? Trồng chưa hết đâu. Chưa hết rồi à? Vâng ạ. Chắc là cũng chỉ trồng được là thế thôi. Đấy, đây thì hôm nọ là bác Chiêm cũng có gửi tiền cho Quân để mà đi mua lưới rào mọi cái rồi. Anh cũng đã cày cày và trồng rau xong hết rồi. Đây đây là một mình em tự trồng hay là em với ai trồng? Đây là một mình em thôi ạ. Một mình em à? Vâng. Rồi trồng đây là dùng để trộn với lại phân rồi à? Vâng. Ôi có những cây thì có những hố thì không có cây đấy. Vâng, hôm trước chắc là chưa trồng. Thế là đây là một mình em tự làm à? Sao em không làm trên cao kia, sợ gà nó nhảy từ trên kia xuống không? Không ạ, đây từ lúc trồng đến bây giờ chưa nhảy đâu. Từ lúc trồng đến, ôi cây gì, cây đỏ thế nhỉ, cây kia? Hôm trước đây là cây nhà bác ạ, bác bị chặt ạ. Thưa các bác anh chị là bây giờ cũng đến mùa mà bà con ở trên này làm mùa vụ hoa màu rồi. Cho nên là gà thì người ta cũng nhốt vào hết để mà làm sao mà không cho nó đi bới những cái hạt ngô, hạt thóc lên. Hôm nọ thì bác cũng có bảo là rào từ trên kia xuống đây, nhưng mà Quân thì lại bảo là ở đây thì gà mùa này thì người ta nhốt vào hết rồi, cho nên là không có cần phải để mình rào cao như thế nữa. Hôm nay thì đang mưa như này thì không cần tưới đâu nhỉ? Rất là may là mưa rồi. Mưa cho nên không cần phải tưới nhiều. Như cô bác anh chị có theo dõi được những cái thước phim mà hôm trước cháu được chia sẻ lên thì bác Chiêm là bác có ra nhà em Quân thêm một lần nữa. Đồng thời là vừa thăm gia đình của em Quân và thứ hai thì đem những cái phần quà tới cho em Quân, cũng như là giống rau cải, giống rau này thế của bác này, rau này thì là không phải là giống rau cải. Là ra là hộ Quân là phát hết tất cả mọi cái rồi thì hôm đấy thì cũng khá là muộn rồi cho nên là cũng không thể mà hộ Quân để mà trồng được nữa. Đấy cũng tận dụng lại là cái máy cày ấy để mà mình cày luôn. Đây thì em cắt hết chỗ này đi rồi à? Cắt hết rồi à? Đấy, hôm nọ thì bác Chiêm cũng có hướng dẫn Quân là cắt tỉa những cái canh, những cái góc mận, góc lê ra. Thôi thì rồi bây giờ mình đi về nhà đi. Hôm trước là em trồng xong rồi em tỉa luôn và em cũng tỉa hết trên kia hết rồi. Tỉa hết trên kia rồi à? Nước này thì về khá là nhiều đấy nhở. Tách này thì cũng một cái tách mà khá là nhỏ được các bác ạ. Vào đến một khô thì liệu tách này có bao giờ có nước không đấy? Không ạ. Đến một khô là không có nước à? Vâng ạ. Đến một khô thì mình lấy nước ra để mà mình rửa chân tay. Đi xuống dưới này thôi. Xuống cái kia? Ống dưới này ạ. Cái đôi dép của Quân thì có vẻ đi khá lâu nhỉ đôi đấy. Vâng ạ. Đôi này thì cũng được là bác Thảo đúng bác ấy gửi cho em Quân, và đồng thời không phải là gửi cho mình em Quân cả, chỉ cả Tống Lực thôi, cả em Hưng Thuận nữa và hai anh em Hải Sử nữa các bác.
bé Hiếu đi học về rồi. Vâng. Hôm nay Hiếu không đi học à? Có. Có à? Mấy hôm nay cô giáo bảo là lạnh quá chỉ học một buổi thôi. Lạnh quá là học một buổi. Thế bây giờ thì gọi bé Hiếu đi vào nhà đi, để bà bóc quà đi. Rồi, Hiếu. Bóc rồi. Cái này là mượn của nhà chú kia đúng không? Ở đây thì Quân là mượn nhà của chú kia để mà là có chỗ mà thái cỏ cho bò ấy cô bác. Nhà chú kia thì chắc là cũng hay thay thường là nấu cơm. Đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là ở đây có khá là nhiều bát đũa. Nào Hiếu ơi, Hiếu ra đây. Ra đây. Bánh có ngon không hả? Chạy rồi cô bác, Hiếu thì có vẻ là rất là năng động. Ra đây chú hỏi. Ra đây, bánh có ngon không? Ngon. Rồi, thế thì chào các ông bà đi, Hiếu. Con chào các ông các bà. Được quá à. Con chào các ông các bà. Con chào các ông cô à. Rồi, ăn bánh rồi à? Hả? Ăn bánh rồi à? Vậy hôm nay thì cháu Lực có nhận được phần quà của bác của bà Hồng của bác ạ, gửi tới cho em Quân. Cháu Hâm cũng lên đây nhất đấy cũng. Buổi tối ông là hiện tại là ngủ ở đây điểm trong con bê của bác, sợ rằng là ban đêm nó có chuyện gì xảy ra cho nên là sẽ ngủ ở đây để mà trong luôn. Ngon không hả? Có ngon không? Ngon bảo đi. Ngon bảo đi. Ngon. Rồi. Mày Hiếu thì chắc là lạnh quá cô bác ạ, lạnh quá nên là cô giáo cho học vào một buổi thôi. Đây là cái phần quà của bà Bích nhá. Đấy bà Bích thì cũng có gửi cho cháu Lực là hai thùng cô bác nhá. Thùng một thùng là thùng to hơn, một thùng là thùng nhỏ hơn. Và trong đó thì chia ra làm ba cái phần quà. Mà đầu video thì cháu Lực cũng đã nói một lần rồi, bây giờ cháu Lực sẽ nói thêm một lần nữa các bác nhé, là cho em Quân một phần quà, cho em Sử một phần quà, và trong đó thì bác có gửi luôn cả cho cháu Lực luôn các bác ạ. Cho đây, đây thì bánh, những bánh này thì xem là ông có ăn, xem là bánh nào ông ăn được. Đấy. Đây, đây nữa. Đấy, và đây nữa, còn cái này là lương khô nhá, để mà em đi lấy củi dâu để mà ăn. Đấy, bóc ra cho bé Hiếu đi. Vừa rồi thì bé Hiếu cũng ăn rồi, cho cả ông nữa. Ông thì xem là bánh nào ăn, bánh chắc là ông ăn được thôi. Thế còn một tí nữa anh để đây thì sẽ cho cả bà nữa nhá. Đấy, cho ông nữa. Cùng chín đây, chín đây bánh đấy nhá cùng à. Chín đây thứ đấy nhá bánh cùng. Đây chưa ra. Đấy cái đấy là không ăn được nhá, cái đấy là vứt đấy, vứt vào ấy. Đây à, ông cũng không ăn được, ông chỉ dành cho em Hiếu thôi. Chỉ dành cho bé Hiếu. Lúc nào em khóc thì ông mới cho. Lúc nào em khóc thì ông mới cho. Là bảo ông cứ ăn đi, ở đây còn nhiều mà. Không để cho một mình bé Hiếu được, cả ông cả bà nữa ăn, cả em nữa nhá. Đấy. Quân thì vừa rồi là cũng đi ra kia để mà làm thuê cô bác ạ. Quân chia sẻ cho Lực rằng là được 80.000. 80.000 tiền này thì em sẽ để làm gì 80.000 đấy? 80.000 là em lấy để dành lúc nào được nhiều thì nếu mà ông bà có bệnh gì thì em mới lấy ra là mới lấy ra để dùng. Thế thì cái tiền đấy em đi làm về thì em tự cất hay là cho bà cho ông thì không? Em tự cất thôi. Tự cất à? Thế thì cất đâu thì cất cẩn thận nhá. Ở nhà thì cũng có ổ khóa nào không nhỉ? Không có ổ khóa nào thì sợ rằng là người ta về đấy. Có lúc là mặc dù là ông với bà là ở nhà thường xuyên thôi đúng không? Đấy, nhưng mà những lúc mà ông bà đi lấy củi hay là đi ra ngoài đấy, người ta có thể lẻn vào, nhất là khi mà có bạn bè nhá. Bạn bè là không cho biết là chỗ mình cất tiền ở đâu. Đấy, lúc mà mình biết là mình mất là mình không biết là đòi ai, là mình nghi người ta, là nếu mà mình sai là mình có tội. Đấy. Thế còn hôm nay thì cho phép cháu Lực là chắc là xin được phép là đọc cái thần tiền quý nhà của em Quân thêm một lần nữa cô bác nhá. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng đã đem cái phần quà của bà Bích dành tới cho gia đình của em Quân rồi. Đấy, bây giờ thì Quân gửi một lời cảm ơn tới bà nhá. Ở đây thì những cái gói bánh này thì là bà tự đi chọn lựa và mua gửi lên cho các em. Đấy. Con cảm ơn bà, con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ.
Bây giờ thì bé Hiếu gửi một lời cảm ơn tới bà nhá. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Con xin bà. Con xin bà. À. Rồi. Có thích không? Được kẹo có ngon không? Có khóc không? Không. Không khóc nhá. Rồi. Vui đấy nhờ. Vui nhờ. Vui không? Thích không? Kẹo ngon không? Cho ông một cái. Lấy cho ông một cái. Lấy cho ông một cái nào. Lấy cho ông một cái. Hơi dè cái đi. Hơi dè ạ. Dè ăn. Đấy. Hơi dè. Đấy. Dè tí ông ạ. Đấy. Cho chú xin một cái nữa. Lấy cho chú xin. Cho chú Lực xin một cái. Đấy. Thế còn nữa đâu? Hết rồi. Còn à? Thế cho anh Quân xin một cái nữa. Của anh Quân đâu? Của anh Quân đâu? Cho anh Quân đi. Cho ông. Hay là lấy cái này cho chú. Lấy cái này cho anh Quân nhá. Cho anh Quân nhá. Nhá. Cho chú nào. Đấy, có một cái là không có cho nữa cô bác ạ. Đấy, đây, chú gửi này, chú không lấy đâu. Xin lại chứ, xin lại. Xin lại, hai tay khoanh tay xin lại. Con xin chú. Rồi, đây, đấy. Bé Hiếu thì sau một khoảng thời gian mà đi học ấy thì bé Hiếu cũng là dần mà tiến bộ và dần ngoan hay lên nhiều. Tiếng Kinh thì chỉ biết một chút thôi, nhưng mà tiếng phổ thông thì là biết ra nhiều hơn. Còn là để nói thì cũng có nói được nhiều cả cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cho anh xin phép là đọc cái tiền quý của nhà em nhá. Đấy, cùng bạn đây lán đọc chiên bóng gửi mà hơ báo không? Đấy. Và trước khi đi vào đọc tiền quý thì cho anh xin nói về một chút là có một bác giấu tên, bác có gửi cho là 6 triệu đồng. Đấy, và trong đó đi cho vào tiền quý của nhà em Quân là 5 triệu đồng, còn 600 ngàn thì là bác là gửi cho cháu Lực để mà cho cháu Lực làm một kinh phí đồ xăng đi lại, và còn 200 ngàn thì mấy nữa bác là bác cũng muốn dành cho gia đình của em Sử là khi mà vào Tân Gia. Đấy, còn 200 nghìn còn lại thì là sẽ để đưa cho em Quân để mấy nữa Quân đi nhà của Sử ấy. Đấy, bác cũng biết rằng là Quân không có tiền, cho nên là mong muốn là làm sao mà khi mà Quân đi ấy thì có thêm một cái gì đó, cũng một phần quà đó để dành cho tới anh Sử, đúng không? Vâng. Đây, đây là phần quà là 200 nghìn là của bác nhá. Vâng. Đây, đây. Và đây là bác giấu tên nhá. Vâng. Cái tiền này là mấy nữa mà mình đi thì mình để vào phong bì sau nhá. Vâng. Ở đây thì anh xuống và anh đưa cho em trước. Vâng. Rồi. Con cảm ơn bác ạ. Con cảm ơn bác đã gửi tiền cho con ạ. Con chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ. Đấy, lắm tiếp cùng ạ. À. Mỗi lần mà xuống nhà Quân thì hầu như là ông đều đi pha nước chè cả cô bác ạ. Chè này thì tự đi khai thác và tự sao đúng không? Chè rất là thơm cô bác ạ. Khi mà uống vào ấy cảm giác là trong miệng của mình rất là ngọt. Ở đây thì nếu mà các bác muốn mua chè San Tuyết của Thủ Hà Giang thì có thể điện cho cháu Lực, thì cháu Lực cũng đang hiện tại là đang có cô bác ấy ha. Thế còn bây giờ thì anh xin phép là đọc tiền quý của nhà em một chút nhá. Ừ, vâng ạ. Nhá. Nào, đừng có học bậy nhá, đừng có học bậy nhá. Là ở đây thì trước là cháu Lực nhận được là 51.240.000, và trong đó thì ngay ở đây thì khi mà cháu Lực giả cái phần khoản ngân hàng cho em Quân xong thì còn dư ra là 14.000.000, là 514.000 đồng. Đấy. Và ở đây thì cũng có cháu Lực cũng có trích ra mua đồ mua đạc cho em Quân nữa. Thì hiện tại là cháu Lực chưa tính cái tiền mà tiền mua là hết bao nhiêu đã. Cháu Lực chỉ nói là tiền mà tổng hiện tại là cháu Lực nhận được tiền của nhà em Quân là bao nhiêu. Đấy, khi mà giả tiền ngân hàng xong thì là ngày 27 tháng 10 năm 2023. Đó. Và bây giờ anh sẽ xin phép là đọc là từ ngày đi nhá. Đấy, còn là bây giờ ông thì một tí nữa cháu Lực sẽ nói bằng tiếng phổ thông, tiếng Nùng, tiếng địa phương lại cho ông nghe. Đấy. Vâng. Còn khi mà bà về thì em sẽ lại truyền đạt với bà nhé. Vâng. Đấy. Đấy, và trước tiên đi vào thì cho cháu Lực xin được phép là gửi một lời cảm ơn tới là bác giấu tên đã gửi cho cháu Lực cũng như là làm kinh phí đổ xăng đi lại. Xin cảm ơn bác rất là nhiều. Đấy, cảm ơn bác đã gửi cho cháu Lực một cái phần quà mà để cũng như là làm tiền kinh phí đổ xăng đi lại. Ở đây thì hầu như là các bác gửi cho cháu Lực thì đều kèm theo đó là có thêm một cái kinh phí đổ xăng để mà đi lại nữa. Cháu Lực cũng từ lúc mà cháu Lực vừa mới lập kênh ấy, thì các bác cũng theo dõi được kênh của cháu Lực thì có
cái lượng mà các bác theo dõi thì cũng có khá là ít. Đấy, khá là ít, nhưng mà trong đó thì các bác theo dõi thì hầu như là các bác nào cũng đều là gửi những phần quà và gửi tiền, tấm lòng vàng tới cho những hoàn cảnh đó, thì Tuấn Lực cũng rất là vui mừng rồi. Đấy, ở đây thì nếu mà không có các bác đồng hành thì không có Cháu Lực đến thời điểm hiện tại đâu cô bác ạ, không có kênh Bạn Em thời điểm hiện tại đâu. Đấy, ngày 27 tháng 10 thì có Nguyễn Thị Hiếu là gửi là 500.000. Đó, ngày 14, ngày mùng 4 tháng 11 thì có bác Xuân Vũ ở Úc là gửi 20 triệu 500.000. Và trong đó thì cho Cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 500.000. Ngày 11 tháng 7 thì cô bé ở Mỹ là gửi là 21 triệu đồng. Ngày 25 tháng 11 thì có cô giấu tên ở bên Bắc Hà là gửi 700.000 đồng. Ở đây thì nói đến cô giáo tên ở Bắc Hà thì em cũng biết là ai rồi đúng không? Ở đây thì không phải là có một bác đâu mà có hai bác nhá, hai bác giáo tên. Đấy, và ngày 13 tháng 11 thì lại thêm có một bác giáo tên là gửi là 5 triệu đồng. Ngày 14 tháng 11 thì có bác Đào Nguyên gửi 1 triệu đồng. Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024 thì có bà Nguyễn Tình Nghĩa là gửi là 1 triệu đồng. Đấy, và bà cũng gửi cho Cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là thêm 500.000 nữa. Ngày 13 tháng 1 năm 2024 có bà Nga Trần ở Canada gửi cho em là 3 triệu đồng. Và bác cũng có gửi cho anh thêm là 540.000 tiền để làm kinh phí đổ xăng đi lại. Ngày mùng 14 tháng 1 thì có bà Liên Phùng Tây ở Úc gửi 1.323.000. Ngày 17 tháng 1 thì có bác Quang ở Mỹ là 1 triệu đồng. Ngày 22 tháng 1 thì có bác Linh ở Canada là 7 triệu đồng. Và tổng cái số tiền mà hiện tại anh đang cầm cái tiền quý của nhà em là 76.537.000. Đó, 76.537.000. Ở đây thì nếu mà không có giả cái phần tiền ngân hàng của Quân thì bây giờ cũng đã được gần là 120 mấy triệu rồi, nhưng mà trong đó thì giả cái phần khoản ngân hàng rồi. Đấy, ở đây là 76.537.000 là cộng với lại cái số tiền là 14 triệu này nhá, thì vào nhá, cộng lại với 14.514.000 đồng thì mới ra là 76.537.000 đồng nhá. Đấy, thì bây giờ thì cũng gần cái Tết Nguyên Đán có rồi, thì nếu mà sang năm em mà có duyên với lại các bác thì các bác sẽ gửi cho em thêm kinh phí và tấm lòng vàng của các bác. Đấy, thì sẽ làm sao mà giúp đỡ cho gia đình của em được xây sửa lại một cái ngôi nhà mà nó ấm cúng hơn một chút. Nó không phải là một cái ngôi nhà to nhưng mà nó ngôi nhà ấm cúng. Đấy, ngôi nhà nó ấm cúng, làm sao mà mình có một ngôi nhà mà nó ấm cúng ở với ông bà là được, để cho ông bà có không phải là đi lại nhiều, không phải là đi ra đây ở nhờ những cái chỗ khu nhà bác này nữa. Đấy. Đấy, và ở đây thì cũng có chị là Trần Đỗ Giáng My, là chị có nói với Cháu Lực là khi nào mà làm nhà của Quân ấy, thì chị cũng có hứa là cho em Quân là thêm là 20 triệu đồng nữa. Thì tổng thể bây giờ cũng được gần là 90 triệu đồng của bác. Ở đây thì chị Giáng My bảo là bao giờ làm nhà thì chị mới gửi cho. Đấy. Trước khi mà Cháu Lực đi vào làm nhà em Cương thế cô bác ạ, chị Giáng My còn nói với Cháu Lực rằng là nhắn tin riêng, gọi điện Cháu Lực nói rằng là bây giờ em cứ tiến hành vào làm nhà của Quân đi, có bao nhiêu thì chị sẽ giúp đỡ nhà vào nhà của em Cương, thì có bao nhiêu thì chị sẽ giúp đỡ hết mình và giúp đỡ tận tình để làm sao mà giúp cho em Cương với lại bà có một cái ngôi nhà như hiện tại mà đang ở cô bác ạ. Sau khi mà Cháu Lực nghe tin của chị Trần Đỗ Giáng My nói với Cháu Lực điều này, Cháu Lực nghĩ trong lòng là rất là vui mừng, là cũng lên nói vội với em Cương với lại bà luôn. Thì hai bà cháu cũng gọi như là đêm cô bác này mất ngủ luôn khi mà chị Giáng My nói lời đấy cho nghe. Đấy, rồi thì chị Giáng My có lúc đầu có gửi cho Cháu Lực là 10 triệu trong khoảng thời gian đầu, gửi 10 triệu để mà làm tiền công anh em thợ đó. Xong thì trong thời gian Cháu Lực vừa chia sẻ đấy thì cũng may mắn là Cương lại bà có duyên với lại các bác, thì các bác cũng gửi cho thêm là 20 triệu.
em gửi thêm là 20 triệu thì chị Giáng My phụ em Cương là 20 triệu đồng. Đó. Và ở đây thì khi mà nếu mà các bác không có giúp đỡ cho Cương thì một mình chị Giáng My cũng có lo hết. Đấy, nhưng mà chị Giáng My cũng mong muốn là làm sao mà các bác cùng với lại chị Giáng My chung tay đồng lòng và giúp đỡ những hoàn cảnh, thì chị Giáng My còn đi giúp đỡ được thêm những hoàn cảnh, nhiều hoàn cảnh khác nữa các bác ạ. Đấy. Ở đây thì chị Giáng My thì phải nói là một người chị và là một người mạnh thường quân đi theo cháu Lực từ lúc mà cháu Lực cống thành lập canh độ tầm được hơn một tháng, thì chị cũng có theo dõi được canh của cháu Lực và không biết là cái duyên nào mà cháu Lực có duyên với lại mạnh thường quân thì cũng rất là nhiều các bác. Đấy. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực sẽ nói với ông một chút. Đấy, bạn này trên cung á, trên làng cung ấy, bạn này mi xỉ tiếp sóc chiều à, à chết tiếp sóc chiều à, chết tiếp sóc chiều lên răng hở bắn cả chính lên đàn răng panda quản thời gian răng quay quân thời gian răng các bác say thiểm lên quản là hóc ăn dân eo, hóc ăn dân eo dù hở ủn ủn như có đầy à một cân hóc ăn dân tư tư cả răng nào. Đấy, hoặc là dân yêu đi mi tiện nghi cả dáng yếu đâu từng thì quan trọng chủ đi hơi ổn dùm yếu đúng không, cả nên đâu phải hoặc phải xây cái này hoặc hoặc dân hoặc là nó tương tư mà đi bên nhà phải đi cả dáng cao mi phải đi xít đi đâu đấy lên đấy này lên làm các chị gọi là bóng con rơi đi gửi chiến mà lãi nhất lên làm các chủ tôi nghe theo bóng hoặc dân ban viền chơi đấy làm các bùa nghe theo á cơ á phong á để ví dụ như pin đông để sát dân này mà phải học ăn dân á ban viên này lưu chút đúng tạo lý phun nông bên này ở đấy cả lấy ăn dân này ăn ra thì cả thầu ban ăn dân chơi một chả học cả ăn dân dân máy ra ăn dân ban nhà sàn đấy chứ đúng tạo lý phun nông đấy. Vừa rồi thì cháu Lực cũng chia sẻ là cho ông một chút là thưa cô bác ạ là bảo là nếu mà làm nhà ấy thì làm sao mà làm cho một ông với lại quân một ngôi nhà mà ấm cúng hơn một chút là được rồi, chứ không phải là làm theo một cái ngôi nhà mà nó cực kỳ mà to, hay là làm theo đúng cái truyền thống ở dân tộc ở trên này là phải làm một cái ngôi nhà sàn. Đấy, hầu như là các bác lớn tuổi các bác thì mong muốn làm sao mà làm một cái ngôi nhà sàn nó đúng cái phong tục của người Nùng. Đấy, nhưng mà cháu Lực cũng đã bảo rồi, cái ngôi nhà thì mình làm như thế nào thì cũng được, miễn sao là nó ấm cúng cho bao cháu, cho gia đình của quân ở cùng nhau xung vầy ở cái ngôi nhà đấy là được, chứ không phải là đêm thì ông lại ra đây ngủ đây, bà thì lại ra ngủ bên chỗ nhà bác, em thì ngủ ở nhà bên kia. Đấy, hầu như là nó mỗi người là ngủ một chỗ rồi, nó không cảm giác như là nó không có thân thuộc cho lắm. Đấy. Em có thấy vui mừng không khi mà hôm nay anh lên nói với em là cái tiền quý của em đến thời điểm hiện tại thì nó cũng là một cái số tiền, nó không phải là nhỏ mà nó cũng không phải là lớn. Nhưng mà nó nếu mà để ở nông thôn bên này thì số tiền này thì làm sao mà em đi làm đến bao giờ thì mới có, và cái tiền khoản ngân hàng của em ấy thì là làm sao mà em bao giờ mới giả được, đúng không? Đây thì các bác cũng theo dõi được trên kênh nói rằng là Quân lúc nào cũng có một cái trên mình là một cái vẻ mặt đấy các bác, rất là buồn, mặc dù là được các bác giúp đỡ là cái số tiền để mà giả ngân hàng rồi, nhưng mà Quân vẫn giữ trên mình là một cái vẻ mặt mà buồn. Ở đây thì một phần là cũng do là cái cuộc sống hoàn cảnh của Quân là từ nhỏ rồi, cho nên là hình thành ở trên khuôn mặt của mình một cái vẻ và một cái sự mà buồn bã. Đấy, chứ không phải là các bác giúp thì em Quân không có biết là ơn ở trong lòng cả. Các bác ở đây thì các bác giúp thì các bác không có mong muốn là làm sao mà sau này các em phải là báo đáp các bác hay là cho các bác thứ gì cả. Cái điều đấy thì các bác là không hề mong muốn. Các bác mong muốn là làm sao mà em sống thật tốt, chăm lo được cho ông bà. Đấy, như cháu Lực cũng thay mặt gia đình của Quân là gửi một lời cảm ơn tới tất cả các bác mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình của em Quân rất là nhiều các bác ạ. Đấy, phải nói là khi mà cháu Lực đi làm những chương trình này được nhìn thấy những cái nụ cười hay là những cái niềm vui của các em thì cháu Lực cũng vui lây theo cảm giác như là mình đã làm được một cái chuyện gì mà nó giúp đỡ cho được những hoàn cảnh và bà con ở trong thôn và những hoàn cảnh nào còn éo le, còn khó khăn ở trên vùng cao này cô bác này. Đấy, Quân thì bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn
cảm ơn tới tất cả các bác Mạnh Thường Quân là đã gửi cho em số tiền hiện tại nhá. Con cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú anh chị. Con biết ơn tất cả quý ông bà, cô chú anh chị rất nhiều. Con chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị luôn thành công trong cuộc sống và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn con ạ. Con xin cảm ơn ạ. Này còn là về cái câu chuyện mà cuối cùng nhất của hôm nay này cô bác này, thì cháu được xé một tí nữa, cháu được xé nói xong. Này còn là bây giờ thì xé nói với ông xem là khi mà ông nghe được số tiền mà lớn như vậy thì ông có cảm giác là như thế nào cô bác? Lúc mà cũng là đây hai lán sắm ấy hả? Thèn lúc cái lán mà quay về này mà chia sẻ về này lên thèn ông giúp đỡ quân lên cũng mà biết ơn bóng các bác đã gửi bóng các bác đi gửi chiên lo hơi cúng lo chỉ gửi cắn lo hơi quân đền thờ lo cũng mừng bố mừng thôi lên cao lên thôi cũng lúc là anh mà giúp đỡ bên người này giúp đỡ hơi quân tàu tầng dân vá địch quân dù lên thờ ba bài lúc là anh đến các bác các thôn ngẫu qua lúc là anh mà giúp đỡ thì quân tộc phong ba đại quân phúc chính cảm lên phối mi phù mi à cảm à ông thì có vẻ như là chia sẻ những câu chuyện về quân hay là gửi những lời cảm ơn thì có vẻ như là xúc động của bác ạ. Hầu như là cháu được nhìn thấy là có vẻ như cái giọng nói của ông ấy như kiểu là có một chút là nước mắt lăn xuống của bác. Đấy, Quân thì vừa rồi ông nói cái gì thì em có thể là phiên dịch lại cho các bác cùng nghe được không? Có. Lúc đấy ông của con bảo là rất biết ơn tất cả các ông bà cô chú anh chị trong thời gian qua đã giúp đỡ con, và ông cũng không biết nói gì nhiều, ông chỉ biết là cảm ơn. Cảm xúc của ông rất vui khi được chú với các ông các bà đã luôn giúp đỡ con trong thời gian qua. Con ạ, con cảm ơn, con thay mặt ông bà cảm ơn tất cả các ông bà các chú anh chị trong thời gian qua rất nhiều ạ. Đấy, như ở đây thì anh cũng nhìn thấy là trên này có những cái bếp, cả những cái nồi, những cái chảo thì trước là nhà chú là nấu cơm ở đây à? Thế nhà chú là chắc là cũng sắp về là ăn Tết rồi nhỉ? Và hôm nay thì thêm một cái điều nữa các bác ạ, thì hiện tại là anh cũng đã biết là người mà đánh rơi tiền rồi. Vâng. Đấy, và đúng chuẩn cái số tiền mà khi mà anh xem rồi. Vâng. Đấy, khi mà anh biết rồi, cho nên là có thể là ngày mai chú sẽ lên và chú xin lại cái phần tiền đó. Đấy, ở đây thì em Quân cũng không có, mặc dù là nhận được cái số tiền mà rất là lớn của bác, Quân cũng không có nổi cái lòng tham cả. Đấy, không có nổi cái lòng tham ở đây, thì nếu mà Quân mà nổi cái lòng tham thì Quân sẽ không có bao giờ mà nói với cháu Lực biết. Tại vì là cháu Lực không có muốn là các em là được các bác giúp mà sinh ra là nổi cho mình một cái lòng tham hoặc một cái điều xấu như vậy cả. Hay có thể là ngày mai thì chú sẽ lên. Đấy, chú thì hiện tại là làm một cái công việc mà đang đi buôn các bác ạ. Đi buôn thì hôm đấy chú có kể rằng là khi mà chú đi buôn về các bác là đánh rơi cái số tiền đấy, về đến nhà thì không thấy đâu cả, vợ thì ở nhà nghĩ là ông đi ra ngoài là chơi cái tệ nạn gì thì hầu như là nói là vợ cũng nhiều tiền đấy các bác, số tiền lớn như vậy thì hầu như là bà con ở thôn thì nếu mà để làm ra ấy, thì phải tầm mất một năm, và nếu mà để bán ấy, thì phải một con bò thì mới có được cái số tiền lớn đấy. Đấy, chú thì khi mà cháu tìm được nói chuyện với cháu Lực rồi thì chú cũng nói là rất là xúc động của bác ạ. Nói bảo là nếu mà không có cái số tiền đấy thì chú lại phải đi vay ngân hàng để mà bù vào cái số tiền đấy để mà tiếp tục lại đi làm thêm công việc thì mới ra được tiền của bác. Số tiền đấy thì chú cũng chỉ chia sẻ rằng là mỗi một lần đi làm thì chú cũng chỉ có được 1-200 ngàn thôi. Chú gọi là chú là đi buôn nhưng mà ở trong làng thì người ta chỉ đi xem những con bò, những con trâu dắt đi xa xa xong là mới bán được, xong là mới về.
hôm nay thì xuống và thông báo cho Quân và cũng thông báo cho tất cả các bác là cháu Lực hiện tại thì cháu Lực đã tìm được người mà đánh rơi số tiền rồi. Đấy thì hôm nào mà bác xuống thì là cháu Lực sẽ cùng Quân là trao trả cái số tiền đó để cho bác đó. Thì thức phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ phải là di chuyển là đi về nhà thôi. Một tí nữa thì Quân với ông lại đi làm thêm những công việc khác nữa. Đấy, hôm nay thì xuống và nhìn thấy Quân cầm cái máy cày để mà đi làm như vậy thì thật sự ra để mà nói máy cày thì nó cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà nó cũng là một cái máy để mà giúp cho mình làm sao mà cái công việc của mình nó hiệu quả hơn. Đấy, nhưng mà em đi thì em cũng phải là chú ý đến chú ý nhá. Đấy, chú ý là làm sao để làm cẩn thận đi. Đấy, thật kỳ là cẩn thận thì mới không có xảy ra những cái tai nạn cho mình được. Ở đây thì anh cũng đã từng chứng kiến là những người mà đi cày có thể là cắt đi đôi chân, đôi tay của mình. Hầu như là cả một cái tương lai của mình là bị hủy hoại luôn. Đây thì em không có đi làm thì không có được các bác ạ. Gọi là không có việc gì để mà làm rồi. Lấy củi thì mùa đông như này thì đi lấy thì cũng chỉ lấy được về nhà để mà dự trữ trong nhà thôi. Chứ để đi bán thì mùa này thì hầu như là ai cũng, ở trên vùng cao thì ai cũng đã đi mua củi trước là mùa đông hay là đi lấy củi về rồi để mà dự trữ rồi. Đấy, đến mùa hè thì Quân mới lại đi làm những cái công việc này cả. Đây, hôm nay thì cháu Lực xuống thì chắc là cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được nói lời là hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Nào bé Hiếu, ra đây chú Bảo. Rồi đứng lên. Đứng lên. Quân mới lắc xong ạ. Đứng lên chú Bảo này. Yên khân bên mình. Đấy, khoanh tay. Con chào tạm biệt. Các ông, các bà. Rồi, vẫy tay. Đấy. Ngoan lắm. Hey.